Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Quy Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNA TV băng tần 57.3, phát sóng lúc 8 giờ đến 8:30 tối thứ năm hàng tuần rồi tiếng một lần. Chúng con xin kính chào quý trừ từ đất Tân Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, chúng con xin được cung kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa Viện Chủ Quy Sơn Tự tổ thành phố Rosemead, California. Mô Phật. Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiệp Trì, Trụ Trì Lư Sư Tự. Mô Phật. Kính thưa quý vị, đề tài hôm nay chúng con xin tiếp tục về chương trình là biến thăm Hàn Quốc của Tăng đoàn Quy Sơn Tự. Mô Phật. Xin Thầy, câu hỏi đầu tiên xin Thầy cho chúng con biết là về cái Hàn Quốc á, khi mà Thầy tới đó thì nó có cái điểm tương đồng và cái điểm khác biệt nào đối với Phật giáo của Việt Nam? Chúng tôi rất là may mắn qua bên Hàn Quốc mà trong thời gian rất là ngắn ngủi gặp rất là nhiều cái vị phương trưởng, vị tăng quan trọng bên kia. Thành ra Thầy có cái cơ hội để mà so sánh được cái trình độ của Phật giáo bên kia với trình độ Phật giáo Việt Nam. Thì Thầy thấy cái Phật giáo Hàn Quốc mà Thầy gặp được á, là Phật giáo của Đại Thừa. Họ thành là khi mình gặp họ, họ nhận ra được ngay là mình đang nói về cái chánh pháp. Ngay người tại gia người ta cũng nhận ra được. Còn Việt Nam mình còn có một phần đa số rất là nhiều là tiểu thừa. Thật khi nói cái pháp Đại Thừa họ cũng chưa hiểu lắm. Với là cái chùa nó họ đẹp lắm. Đây là cái hình của cái lúc cái phần thứ nhì chúng tôi là tổ chức cái thiền thất ở tại Jeju Island, là cái chỗ đây là ông phương trưởng chúng tôi đảnh lễ với nhau. Đây là ông sư này là ngài hòa thượng Amita Bom Hyun là tiếng Đại Hàn. Thì như thường lệ chúng tôi tới đó là ông mời uống trà, thì cơ hội đó chúng tôi cúng dường cho ông là cái xá lợi toàn thân lớn lắm, rất là to. Đây là ngay cái người chúng tôi ông sư đó yêu cầu chúng tôi làm cái lễ để mà an vị xá lợi. Họ long trọng lắm, chúng ta làm như vậy. Thì tại sao cái cần xá lợi đó? Tại vì cái đảo Jeju đó là ngay dưới cái phía dưới của Nam Hàn. Thành ra cái chỗ đó có nhiều người chết trong biển lắm. Thành ra phải có đem xá lợi tới mà trấn cái vùng đó. Đây là đảo là đảo của núi lửa. Thành chúng tôi có nghỉ được một bữa thành đi qua viếng thăm. Cái chùa là chùa lớn nhất của đảo Jeju. Đẹp lắm, mà rất là to, vị rất là trang nghiêm, tượng Phật là to đồ sộ. Và quý vị thấy cái trần họ cũng trang điểm như vậy. Mấy cái này họ cái viết họ họa bằng tay nha. Vẽ bằng tay, thành ra cái sơn này sơn ở ngoài họ có thể tại Đại Hàn nó vừa nóng vừa lạnh dễ sợ lắm. Vừa rất là nóng cũng rất là lạnh. Thành ra tới cái chỗ này cái sơn đó họ sơn bên ngoài như vậy, họ rất cái vị để ý nó rất là kỹ. Cái sơn này khoảng những 30 năm phải sơn lại, mỗi lần sơn như vậy tốn cả mấy trăm ngàn đô la, cả triệu đô la, mất tiền lắm. Thành hàng đại hàng không chơi. Đây là một cái chùa khác mà chúng tôi sau khi cũng có thời giờ đi viếng thăm cái chùa này, lại sư cô đó mời tới. Trong tương lai sư cô nói cũng muốn thỉnh chúng ta tới tổ chức cái Phật thất và thiền thất ở đây nữa luôn đó. Đây thì mình để ý là cái chùa Đại Hàn nó giống chùa Việt Nam ở chỗ đó là Phật điện nó nhỏ lắm. Mà chúng tôi là hơi ngại là tại vì cái Pháp là Pháp đại chúng, cần cái Phật điện nó rất là lớn để mới đại chúng cả tất cả mọi người tu với nhau. Thành ra cái này quý vị thấy rất là trang nghiêm. Sư cô này là cũng là rất là hiếu khách, mời chúng tôi uống trà. Đây là trở về lại lúc mà cái thiền thất ở cái đảo ở cái chùa của hòa thượng đó, hòa thượng hồi nãy đó là đây hòa thượng ngồi đó phía tay trái đó là hòa thượng. Cái chỗ này là cái Phật điện của hòa thượng, thế nhỏ 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 cái nhà như vậy. Xong rồi khoảng chừng được 30 người ngồi ở trong á, thì đây hòa thượng lúc đang nói pháp đấy, hòa thượng là đắp y lên. Áo họ màu xám, giống Việt Nam vậy. Rồi xong rồi cái y đó là họ ít khi mà mặc lắm. Rồi đây là mấy người tại gia, là họ nghe tới là có thiền thất, là họ tới tham dự, họ thích nghe nói pháp. Ông sư phía tay phải đó là ông sư từ một cái chùa khác, nghe mình dạy về thiền thất Phật giáo Đại Thừa xứ Mỹ. Ông bỏ, ông tới đó một tuần.
Ông tới 3 ngày ông tới ông tham dự từ đầu chí cuối luôn. À, đây là Mexico, sư cô đây là hai sư cô đại hàng cũng tới tham dự, có sư cô thứ ba nữa, ba người đó là tới tham dự để học cái pháp thiền thức đại thừa của mình. Có ông sư tiểu thừa Tây Tạng tới, tại nghe nói mình nói về đấy, nói là ông thỉnh mình tới chùa, nhưng tại vì thì giờ không kịp nữa, thành ra ông nói thôi lần sau mình tới. Đây là mặc dầu mình nói pháp như vậy mà có được thông dịch, có cái ông này là ông họa sĩ, không, ông này là ông ca sĩ, cái ông gì đó, ông sáng tác nhạc rất là nổi tiếng, ông tới ông cúng dường cho cái. Rồi đây là đâu ha, đây là cái lớp sơ cấp là họ tới họ học như vậy. Lạ lắm, có mấy người ngoại quốc da trắng ở đó họ tới họ học luôn đó, tại họ nghe tới cái thiền đó, hiện bây giờ cái thiền rất là thịnh hành khắp toàn thế giới luôn. Và ai cũng biết là cần cái thiền để mới giải quyết được cái sự căng thẳng tinh thần với tăng trưởng sức khỏe thành ra giờ ai cũng thích thiền lắm. Thì đó là cái chùa Jeju đó, tức cười lắm, là tới chỗ đó chúng ta tu đó là rất là sâu suốt, tại vì ông sư đó là ông sư có công phu, thành ra khi mà tới tu đó không có vấn đề gì hết đó. Quý vị không hiểu, mỗi lần mà tổ chức như vậy nó phiền phức lắm, như lúc mà tuần trước mà mình nói, lần trước mình nói về cái chùa Sô đó, là tổ chức lúc tới đó nó có hai bị phá hai lần, nhưng chưa phải giải quyết cái chuyện đó. Còn để ông sư nó cũng giữ, thành ra tụi nó không dám tới phá ổng, chúng tôi cũng đỡ khổ. Trình độ ông này kể như là chỉ thua bên Việt Nam, thua ông Hòa Thượng Diệu Bổn một tí thôi, còn hơn hết tất cả những ông sư đã Việt Nam mà thầy biết. Đó là cái hình vừa qua, là cái hình mà đang ăn trưa, họ tới khá đông, thành ra phải đi ăn ở trong ở ngoài luôn. Đồ ăn đà hàng ngon lắm, cái này họ đó mấy sư ngồi với nhau, họ rất là có giai cấp, sư ngồi riêng, đàn bà phụ nữ sư cô ngồi riêng, người tại gia ngồi riêng. Đây sư cô đó là từ Sô bay xuống, được tại thầy biểu xuống, từ Faro China xuống để thầy truyền cái pháp cho, tại vì thấy cái chùa bên ni hơi yếu, tôi giúp đỡ một tí, tôi sợ người ta nản chí, ta bỏ cuộc. Đây là Phật tử của chùa, mấy cái bà này là chưa mua tới ủng hộ của ông Hòa Thượng đó. Hòa Thượng đó là cũng tu cũng như là 3-40 năm phải không thầy Hiền chị? Đây là hình mà họ ấy đó, họ tới, mấy cái người họ tới họ tham dự cái thiền thất. Đây là nhóm ủng hộ của chùa. Cái tượng đó là tượng Phật A Di Đà và khắc từ cái đá, cái Jeju là cái đảo mà vừa nó tạo ra nhờ núi lửa, thành cái đá rất là đặc biệt, đá quý lắm. Mấy cái đá này là họ bây giờ nó không cho đem ra khỏi cái đảo này, giờ hiếm lắm. Còn như thông thường bên đại hàng là quý vị thấy là họ chỗ nào, nhất là chùa đó, họ cũng tự làm mấy cái này là giống như là miso vậy đó, đều kiểu theo đại hàng, rồi họ làm xì dầu. Thành ra đầy lưu hết đó, họ làm tại vì cái mùa đông nó, nhất ở trong chùa đó, mùa đông lạnh lắm, thành ra họ phải làm đồ ăn trước, thành cái kim chi là nó giống như họ giữ được ăn luôn qua mùa đông luôn đó, phải làm trước. Đây là đây là hồi hướng công đức sau khi đó, sau khi mà tu xong thiền thất rồi, hồi hướng công đức để mà chia sẻ cái phước đức với Thiên Long Bát Bộ. Rồi tối rồi đốt củi lên, là cái đảo thành rất đẹp. Rồi Hòa Thượng làm trà, mời chúng tôi dùng trà. Thiệt ra Hòa Thượng này, Hòa Thượng gì đó, Amita này, A Di Đà này, ngài làm cái trà xanh ngon lắm, hay lắm. Bữa nào cũng qua lại đó, tháng gì đó, tháng 6 này có cái thiền thất, cái Phật thất Hòa Thượng sẽ qua tham dự của chúng tôi. Đây là sau chúng tôi đi tới thăm cái đảo, cái núi lửa này, cái miệng núi lửa, thành ra rất là đông khách, leo lên đỉnh núi là hết thở được,
và gặp nhiều người Việt Nam thì Việt Nam mình Việt khá, gặp du khách Việt Nam toàn nói chuyện Việt Nam rủng rãng. Cao lắm, chào chóc bót, thầy leo rồi cái chân nó đau cả tuần luôn mới hết đâu. Du khách Việt Nam từ mọi nơi tới đó phải không ạ, biến thăm? Như như Việt Nam tới, từ Việt Nam qua đó, tại Việt Nam với Nam Hàn gần nhau mà. Còn đây là sau khi mà làm xong thiền thất rồi họ 3 ngày đó thì họ phải rửa và giặt mấy cái thảm mà người Gia Hàng họ có cái. Đây là hòa thượng cái vùng này là cái vùng họ trồng trọt, thành hòa thượng làm cái vườn trà, bán vườn trà làm để tự túc lấy, cũng hay lắm. Rồi hoa quả nhiều lắm. Vùng rất là tốt. Cái vị đấy, cái vùng này là cái đồ thiền giác, cái này là gì biết không? Cái chỗ này là gì biết không? Dạ không ạ. Cái này là cái cải trắng đó. Cải trắng á? Vâng. Đồ đã hàng mòn lắm. Cái vị biết không? Cái chùa đảo Jeju Island này. Quý vị mà tới biến nổi tiếng là du khách rất là đông, mà đại hàng là họ thích ăn thường kim chi, thích ăn thịt thà lắm. Mà thành đi kiếm chỗ ăn chay rất là khó. Mà cái chỗ này có một cái tiệm ăn chay tuyệt là ngon. Thì chưa bị ăn đồ ăn chay nó ngon như vậy. Đặc biệt lắm. Đó, cái cải trắng ở đó đó. Thành cải trắng ở đó nó ngon lắm. Mà tại vì họ khéo cải trắng lên ha. Xong họ cắt, họ làm chim chi ngay lúc đó. Thành ra cái cải trắng, cái kim chi nó tươi, thì là nó tươi. Dạ vâng. Cải trắng là làm bằng củ cải này ạ? Kim chi củ cải. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng nhận máy, chúng tôi sẽ trở lại phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Dạ thưa quý ngài, khi quý ngài qua đó rồi thì quý ngài đã tìm hiểu được là coi như họ theo cái pháp nào, và cái pháp nào mà họ thâm nhập từ cái pháp tu thiền tất đại thừa của mình. Nhưng mà xin ngài cho chúng con được biết là sau đó quý ngài có gặp được những vị nào không ạ? Và xúc tích như thế nào cho chúng con được hay? Chúng tôi gặp nhiều cái vị A-la-hán lắm. Bên kia là từ sơ quả, nhị quả, tam quả, thứ tư quả luôn. Rất là may mắn, gặp rất là nhiều. Thành ra thì cái căn cơ người đại hàng giỏi lắm. Với chuyện khác nữa là khi mình nói về chánh pháp đó, thì họ nhận được ngay là chánh pháp. Họ nhận được nó ở cái này thì nói là chánh pháp. Tại sao như vậy? Tại vì họ nghe chánh pháp rồi, họ được dạy chánh pháp rồi. Thành khi mình nói họ hiểu được ngay lập tức. Họ không còn thắc mắc tại sao mà tại sao thầy nói như vậy. Với con đặc tin là có chi tệ là nhận ra được. Vâng, họ có căn cơ. Sau là chúng tôi, sau cái Jeju đó chúng tôi mới tới một cái chùa rất là quan trọng. Là cái lý do, một cái lý do chính mà thầy qua bên đại hàng là để tới thăm cái chùa của ngài. Thấy cái hình, cái chỗ này nó cái hình của ngài Hòa Thượng Trung Hóa đó. Là sư phụ, đó đó, sư phụ của cái ông Hòa Thượng mà Phương Trượng đó đó. Ông này đó, là vị này á, là vị thầy ngày viên tịch hình như là 1995 là 2005 thầy quên rồi. Ông này á, là Nhị Địa Bồ Tát. Thành ra ông qua đó, ông xuất thế bên đại hàng đó, thì ông đắc giác ngộ, xong đó ông về, ông lên núi ông tu. Xong đắc ngộ xong ông hạ sơn, ông xuống ông dạy học trò. Thì dạy học trò gì? Là tại bên đại hàng đó, họ chú trọng cái tham thọ đầu về cái thiền tông. Thì ông sư này ông dạy học trò là đừng có thiền mà niệm Phật thôi. Ông là một những người đầu tiên. Người ta chỉ trích ông lắm, nói ông phải là sư thiệt Phật. Thành ra ông sư như vậy mà theo người này theo. Đây là một cái chỗ này, là cái hình này, cái bà cụ này là 97 tuổi. Theo với ngài Trung Hóa đó 50 năm tu từ đầu chí cuối luôn. Bà này là tam quả A La Hán. Đây người tại gia đó. Thầy nói cho vị vui, đừng có làm phiền bà cụ nghe chưa. Bà gặp thầy không biết nói gì, chỉ ngồi xếp bằng thêm. 97 tuổi mà tiền giác thấy ngồi xếp bằng khiếp không? Ngồi từ đầu chứ. Ngồi với thầy 2-3 tiếng đồng hồ bình bờ. Trong tư tại. Tối ngủ ngồi không á? Vậy ạ, mô Phật. Mấy chục năm ngủ ngồi không? Mô Phật. Cái chùa này quan trọng tại vì chúng tôi muốn tới đó để coi cái chủng tử của Đại Thừa ngài Trung Hóa để lại là gì. Tại vì chúng tôi đem một cái viên ngôi sao lợi tới để mà cúng dường cho chùa, để ủng hộ cho chùa. Rồi sau này khi mà chúng tôi lên sẽ được Hòa Thượng Phương Trượng đó. Ông này tu cũng là mười mấy năm trời với ngài Trung Hóa trước khi ngài chết. Thì cho phép chúng tôi nói chuyện. Đây là đệ tử rất là lâu năm với ngài Trung Hóa. Để họ ủng hộ với chùa. Cái bà
cụ mà ngay cái phía cái tóc bạc đó đó, ok, vị thế hình đó, bà ngồi không phải là cái bà cụ già 97 tuổi, bà cụ kia là 74 tuổi, bên phía phải cô Hiền Thông đó đó, à, thì bà cụ đó đó là nhị quả A-la-hán, dễ sợ người tại gia mà ta như vậy luôn đó. À, họ nói chuyện, nó họ, tối tới là họ kêu ra sách đầu thầy ra nói chuyện, hỏi nói pháp ngay lập tức. Ở đây rồi trong lúc nói pháp như vậy, ông phương trưởng mới gửi cái ông sư đó ngay ngồi đầu đó đó, thì ông sư này cũng là mười mấy năm trời, thành ra ông thiếu cái tế nhị, à, cái chỗ là cái vị ngồi là cái chỗ là cái chỗ chính mà thầy ngồi bên kia như vậy, thầy nhường người ta như vậy nè. Ông sư đó không có thể ngồi như vậy khi mà mình nói pháp á. Mình phải ngồi chỗ chính, nhưng thầy né để coi thử cái trình độ ông tới chừng nào. Ông này không biết, ông ngồi ở chỗ đó. Mình hiểu ngay trình độ ông là chưa có được trí huệ. Tại sao ông tới? Tới tại vì ông bị bệnh mà bác sĩ chữa không được. Rồi ông tới ông hỏi thầy, thầy hỏi được vài phút xong thầy mắng ông. Thầy nói, ông muốn hỏi tôi mà ông muốn tôi, đương nhiên cái chúng tôi có những Phật Đại Thừa, chúng ta có những pháp để trị cái bệnh của ông được, mà bác sĩ trị không được, mà ông muốn hỏi pháp tôi, mà ông chỉ muốn tôi nói pháp mà theo ý của ông thôi, thì ông hỏi tôi làm cái gì. Mà tôi cười, ông này hay lắm, ông này là ông chủ lễ của chùa đó. Ông nói thầy nói đúng, không có giận nha. Xong thầy mới dạy, thầy nói ông làm cái phương pháp này sẽ gỡ được. Thì nội trong ông về ông ngồi kiết già 1.5 tiếng gì đó, xong nói là có kết quả ngay lập tức. Thành ra họ hay nói. xong rồi lúc đây là cái phòng nhỏ, đây ông phương trưởng tới, mấy người đệ tử ngài Trung Hoa hay lắm, mấy bà cụ đó là cứ đeo thầy ngồi yên, ngồi không yên thân được. Rồi ông phương trưởng thấy nó vui vẻ, ông cũng lò mò tới. Ông phương trưởng ngồi ngay phía tay phải bên cạnh cô Sana đó, đó phía tay phải đó là phương trưởng đó. Thì mới cúng dường cái xá lợi toàn thân, lại ngồi cái ngôi thứ ba đem tới Nam Hàn để giúp cho an trấn cái xứ của họ. Thành ông hòa thượng ông biết cái giá trị, ông thầy nói là ủng hộ cho chùa, tại tội lắm, tại vì cái chùa nó hơi nó họ rất chùa rất là lớn, thành ra cái nhưng đều hơi xa, thành ra ít người biết. Thầy lại hứa họ khi mà khi mà lên đài TV đó thì sẽ giới thiệu cho họ biết đây là cái chánh pháp ở cái chùa này, tới cái chùa ủng hộ. Đây ngôi xá lợi to như vậy cũng là do Phật tử cùng cúng dường cái tháp này hết. Tiếp theo tháp đẹp rồi. Tháp đẹp thì xá lợi tròn. Rồi hòa thượng dẫn chúng tôi đi hay lắm nghe, cái tuyệt vời lắm, là lúc mà đem hòa thượng cái ngôi xá lợi toàn thân ra mà cúng dường cho chùa của ngài Trung Hóa đó, thì tuyết nó rơi. Mùa đó là thường thường hết tuyết rồi, rất là hiếm. Thành rơi trắng toát đẹp. Thành giống như là làm trong sạch lại cái không khí với trong cái môi đất. Sau khi chúng tôi mà làm ăn vị cái ngôi xá lợi cái là biến mất. Mô Phật. Xá lợi trong tròn trong hay ghê thưa. Rất là to, khá to. Rồi ngày hôm sau, rồi mấy người Phật tử kia mới yêu cầu phương trưởng đây là cho là chính thức cho chúng tôi nói pháp cho họ nghe. Thành họ tới, họ lái xe tới để nghe nói pháp. Mà cụ hỏi nói là tại vì họ mấy người này chỉ theo ngài Trung Hóa thôi, mấy quý vị thấy anh Thiện Giác thấy mà người lớn tuổi như vậy là thường thường họ theo hòa thượng Trung Hóa hết, là đệ tử là cái thứ là thứ dữ không à. Thành ra họ tới họ nghe nói là Phật pháp từ Mỹ, thì họ tới muốn nghe, họ coi thử chánh pháp bên mình là sao. Họ nghe thành ra thầy để ý người đại hàng đó, họ rất là có cái thành tâm, họ có cái tâm cầu pháp. Ai cũng than với thầy là họ nghĩ là bên đại hàng là mấy thầy mấy cô bây giờ nó bị ảnh hưởng, không có cái công phu nữa, thành ra thiếu cái trí huệ, thành họ không tiến bộ, không được dạy như cái đời ngài Trung Hóa nữa, thành ra họ phàn nàn hoài, thành thành ra họ họ họ
họ nhận được cái pháp là đúng là sai, họ biết là mấy thầy ngàn chín mấy thầy mấy cô cũng nói với mình nữa là họ cần phải tiến bộ mới được, họ không có đủ sức để mà độ những cái Phật tử của họ. Đây là đang làm cái pháp an vị xá lợi cho chùa. Đây là cái phòng riêng của phương trưởng. Những cái chuyện đại sự là đều ở đây hết, thành ra ông yêu cầu mình an vị trong cái nhà của phương trưởng. Đó, mấy Phật tử họ tới họ mừng lắm, họ muốn tham dự vào bên đại hàng không có cái pháp an vị, thành ra họ yêu cầu mình làm cho họ. Mình đi đâu mình làm như vậy cho họ hết. Đó, để ý thầy thích cái bà cụ đó, đó bà cụ phía tay phải đó, góc tay phải đó là bà cụ mà thầy rất thích cái bà nhị quả A La Hán. Cuối cùng. Vâng. Bà nhị quả A La Hán. Người dễ thương mà người tâm rất là từ bi. Đó, cái hình đó là mấy bà cụ đó. Cái bà mà ngay bên phía tay phải thầy đó là bà là lãnh đạo của họ đó, bà đó bà dữ lắm. Bà cũng là thầy nhau nói họ A La Hán quả không ạ. Họ dữ lắm. Cái là mà áo đen đó. Vâng. Thành ra họ mấy ngày thiệt là mấy ông thầy trẻ là ngán mấy bà ấy. Trình độ thì nói thiệt thì cái bà cụ mà 97 tuổi là trình công phu cao nhất. Là kế giữa thầy và bà áo đen. Nghĩ vị thấy là tu 50 năm với ngài Trung Hóa mà. Rồi mình ra mình chia tay, bà cụ khóc nữa. Rồi đứng ra đây là trời tuyết vẫn còn lạnh lắm, rồi thấy mặc áo lạnh. Rồi xong rồi đi qua thăm những cái chùa khác. Đặc biệt cái chùa rất là quý, họ lớn lắm. Bên đại hàng người ta bỏ tiền đó, ta xây chùa rất là lớn. Những đều giống như bất cứ những cái chùa bên Việt Nam mình là họ Phật tử thì họ không ít tới tu. Cái chùa là Trung Hóa thì nhiều người tới tu. Tới tu. Rồi. Đặc biệt lắm, mà thí vị được mà cái ông sư phụ mà giác ngộ như là Trung Hóa là cái chủng tử nó quý lắm. Thầy muốn qua thầy coi thử họ ra sao. Và nhân vậy. Viên nào mà cái thầy được tới ngay đúng cái chỗ của hòa thượng là cố tại đệ tử của thầy đi lòng vòng người ta giới thiệu tới. Tại vì họ nghe mình là dân quy ngưỡng, họ cũng ngán. Họ nói họ coi được có cái gì bên kia mà xứng đáng để so sánh với mình không? Thì mới biết rồi mới tới bên coi. Tới bên coi thì người ta ra sao. Hy vọng trong tương lai sẽ đi gặp hơn. Có một ông sư khác thầy muốn gặp. Mà bên kia có hai ông sư, một ông là nhị địa, một ông là tứ địa. Tứ địa thì ông chết rồi, hai người đều qua đời hết rồi. Mình thầy muốn tò mò cái ông tứ địa, đệ tử tứ địa trốn đâu thì kiếm ra này. Thành ra chắc phải đi lùng mình gặp thử mấy. Thầy vậy, khi nào cũng muốn gặp nghe người giỏi đâu mình tới mình coi học hỏi ta hay chỗ nào. Tôi biết là quý ngài như vậy. Cái tâm sư đó mà. Ân sư thầy ngài Tiên Hoa dạy như vậy. Mình là khi nào có người thầy giỏi đó, mình phải đích thân mình tới. Mình coi thử người ta ra sao, học hỏi hay chỗ nào, cái dở chỗ nào. Khi nào đủ duyên thì cái ngày cũng được gặp. Vâng, khó gặp lắm, thực sự khó gặp lắm. Dạ vâng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính thưa Pháp Sư, thưa Thầy. Dạ, cảm ơn quý Thầy và Pháp Sư đã cho chúng con chia sẻ được cái nền văn hóa Phật giáo của bên Hàn Quốc. Xin lần tới thì quý Thầy cho chúng con tiếp tục để chúng con được học hỏi thêm. Những có gì mà chúng con đáng được học, để học từ nơi quý Thầy và nơi bên xa xứ bạn như vậy. Dạ, không dám. Chúng tôi sẽ cố gắng chia sẻ cùng quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc vị thân tâm tự lạc. A Di Đà Phật.